sao Hoàng A ngoan ngữ đóng phim nào xịt phim đó trong năm 2018. Thứ nhất, Dương Dương với Vũ Động Càn Khôn. Bộ phim Vũ Động Càn Khôn được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Thiên Tàm Thổ Đậu trước khi công chiếu phim được dự đoán sẽ trở thành bom tấn. Câu chuyện kể về Lâm Động vốn chỉ là một thiếu niên bình thường, cha của Lâm Động là một cao thủ nhưng bị người khác đánh trọng thương, khó có thể phục hồi, từ đó gia đình ngày càng sa sút. Dù bị khinh thị và chế giễu, Lâm Động vẫn quyết tâm không ngừng nghỉ, cố gắng rèn luyện chờ ngày phục thù. Có sẵn danh tiếng của tiểu thuyết gốc nhưng Vũ Động Càn Khôn không thể tạo nên thành công. Khán giả bày tỏ thất vọng, chỉ trích logic phim rời rạc và không bám sát nguyên tác, tạo hình nhân vật không đẹp mắt. Nam chính Dương Dương vốn là mỹ nam cổ trang, nhưng trong Vũ Động Càn Khôn cũng bị vùi hoa dập liễu. Đặc biệt diễn xuất của dàn sao chính bị chê nhiều, Dương Dương dù đã có cố gắng thoát mác mỹ nam bình hoa, vẫn chưa đủ sức thuyết phục khán giả. Thứ hai, Ngô Lỗi với Đấu Phá Thương Khung. Ngô Lỗi được mệnh danh là nam thần nhí đầy tài năng của màn ảnh Hoa ngữ. Khi có thông tin anh tham gia dự án Đấu Phá Thương Khung, khán giả đã rất chờ đợi. Phim thuộc thể loại huyền huyễn được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết cùng tên rất ăn khách của tác giả Thiên Tàm Thổ Đậu. Nội dung của phim xoay quanh Tiêu Viêm có năng khiếu võ học thiên bẩm. Năm 9 tuổi, mẹ cậu bị truy sát và giết hại. Tiêu Viêm gìn giữ chiếc nhẫn mẹ để lại như báu vật không bao giờ rời. Lớn lên thì Tiêu Viêm vào học viện Gia Nam học kỹ nghệ, quen biết nhiều thầy tốt bạn hiền, một lần nữa thu hút sự chú ý của kẻ thù. Vì muốn trả mối thù giết mẹ, cũng vì chính nghĩa giang hồ, Tiêu Viêm chọn cách một mình thách thức thế lực tà ác. Cuối cùng Tiêu Viêm liên thủ với nữ hiệp Tiêu Huân Nhi, chiến thắng cường địch. Bộ phim chỉ được chấm 4.7 điểm trên trang đánh giá phim Duban. Fan của bộ tiểu thuyết chê bai thậm tệ vì phim đã cải biên quá nhiều, nội dung của Đấu Phá Thương Khung nhạt nhòa, không tạo được tiếng vang, diễn xuất của Ngô Lỗi cũng không có gì nổi bật. Thứ ba, Dương Mịch với Người Đàm Phán. Dương Mịch không hổ danh là nữ hoàng rating khi bộ phim Người Đàm Phán của cô lên sóng đầu năm 2018, liên tục dẫn đầu về lượt xem. Trong phim, Dương Mịch vào vai Đồng Vi, một thiên tài đàm phán, là ngôi sao của cơ quan đàm phán quốc tế. Cô đã gặp Tạ Hiểu Phi qua cuộc đàm phán thương mại, tính cách trái ngược của hai người đã khiến những thương vụ trở nên vô cùng khó khăn, nhưng đồng thời cũng làm chớm nở một tình yêu. Tuy nhiên, phim chỉ nhận được 3.4 điểm trên trang đánh giá phim Duban, khả năng diễn xuất của Dương Mịch cũng nhận nhiều lời chê bai. Nữ diễn viên từng xuất thần với Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa trước đó ít lâu, nhưng đến Người Đàm Phán lại quá nhạt nhòa, không đủ khắc họa nhân vật. Nhiều ý kiến đánh giá Người Đàm Phán là một trong những bộ phim xịt của Dương Mịch. Nửa cuối 2018, Dương Mịch lại đón tin buồn khi bom tấn chuyển thể Phù Sa Hoàng Hậu vốn được trông đợi cũng không đạt kết quả khả quan. Ở tuổi 32, việc Dương Mịch vẫn đóng vai thiếu nữ khiến nhiều khán giả phản ứng. Thứ tư, Lộc Hàm với Cú Đấm Ngọt Ngào. Phim truyền hình Cú Đấm Ngọt Ngào thuộc thể loại tình yêu học đường. Đây được coi là bộ phim đã tác hợp cho Lộc Hàm và Quan Hiểu Đồng, hai diễn viên chính thức thành đôi sau khi phim đóng máy. Nhân vật chính là Minh Thiên, chàng trai nuôi ước mơ trở thành vận động viên boxing. Anh gặp gỡ Phượng Vũ, người được mệnh danh là nữ hoàng boxing. Hai người đã có một mối tình oan gia lãng mạn. Tuy nhiên, cặp đôi Lộc Hàm và Quan Hiểu Đồng không đủ sức giúp phim thành công. Phim bị đánh giá 2.8 điểm trên Duban, thuộc top bộ phim thấp điểm nhất. Sau khi phát sóng, Cú Đấm Ngọt Ngào bị khán giả không ngừng chê bai vì diễn xuất quá gượng gạo, nội dung và tính cách nhân vật đều được xây dựng theo kiểu phim thần tượng, lời thoại xến xúa. Lộc Hàm luôn xuất hiện với gương mặt nhăn nhó, khiến khán giả bình luận nhìn chỉ muốn tặng ngay cho một cái bàn là ủi phẳng chán đi. Thứ năm, Trần Vĩ Đình với Niên Đại Cam Hồng. Trần Vĩ Đình kết hợp cùng Mã Tư Thuần trong Niên Đại Cam Hồng đã tạo nên sức hút lớn, thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả. Khi dự án này được quảng bá, chỉ số truyền thông của hai diễn viên chính tăng đáng kể. Mã Tư Thuần còn lọt vào top những diễn viên nữ gây chú ý năm 2018. Nội dung phim kể về hai nhân vật chính là Lưu Tử Quang, một chàng trai đầy nhiệt huyết, và Hồ Dung, con gái của bí thư chính pháp ủy thành phố, có tính cách khẳng khái. Cả hai có mối tình yêu hận đan xen và phải đối mặt với nhiều hiểm nguy. Tuy nhiên, bộ phim đen ở chỗ có một nam phụ Lưu Dịch Quân với kỹ năng diễn xuất quá tệ. Khi phim được phát sóng, nhiều khán giả còn nhận xét rằng không biết đây là diễn thật hay đang trong giai đoạn hậu trường vì dự diễn xuất hời hợt của Lưu Dịch Quân. Điểm trừ từ Lưu Dịch Quân khiến bộ phim bị giảm nhiệt vô cùng lớn và biến tác phẩm này thành bom xịt của năm.